Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái ứng dụng mới là ứng dụng mở khóa vân tay bằng camera. Trước tiên chúng ta vào CH Play. Chủ mạng quên chủ mạng, bật mạng nữa. Đến tới đây rồi thì chúng ta vào CH Play. Chúng ta gọi ứng dụng Pin Scan. Đây ứng dụng. Thì chúng ta ấn vào cài đặt. Ấn vào chấp nhận. Máy đang cài đặt cho chúng ta. Vâng, máy đang cài đặt. Xong rồi đang cài đặt. Cho ứng dụng nó mấy sao cái nhỉ. Bỏ câu họ làm ứng dụng cho mình. Ấn vào mở này. Ấn vào chỗ này mình ấn vào dấu V xong ấn net go là đi nhá. Ấn tiếp theo. Cái mà pin mình ấn 411. Ấn tiếp mà pin. 1 2 3 4. Ok. Khi tới đây chúng ta chuyển đây họ hướng dẫn này, phải ngón tay út này chuyển sang này, chơi ngón tay để hướng dẫn cách làm. Tiếp theo tay trái đây. Thêm một phần nữa chắc chắn
Đây, chúng ta đã được số vân tay thì chúng ta ấn chân đầu. Quy start mình hơi đơ, ta vào lại nơi bật này, ta bấm vào đây chết này. Đây là cái mà pin là xong rồi. Chúng ta chỉ cần đưa con tay, chúng ta chọn tay phải tay trái này. Gì con? Đây, chúng ta ấy tay trái, chúng ta giữ một tay cái. Có đà đấy em tí buồn. Thì tay bố à? Có con ăn trước đi. Chưa được. Xin vâng, xin chào bạn. Chúng ta lại tiếp nhé. Tới chỉ vào ngón tay. Con mở đi. À đừng mở, mưa nó vào hắt vào nhà đấy. Mưa đâu? Mưa ấy con. Rồi chúng ta ấn vào ớt này. Fit. Bạn có mưa đâu vậy? Okay. Đây, đây là các bước chúng ta thành công. Chúng ta trở ra ngoài, khóa màn hình lại, mở lên, bước xuống, vẫn được. Đây, chúng ta bật mở khóa. Bật tay con. Con đi ra không mở được kìa. Đã mở được màn hình. Vâng, xin chúc các bạn một ngày vui vẻ và có nhiều ứng dụng hay đối với Nguyễn Văn Quyết nhé. Chào các bạn nhớ like và subscribe cho mình nhé. Xin chào.